sau buổi giải phẫu. Bởi vì chúng tôi là những người mà vừa là nghiên cứu, vừa là giảng dạy. Cho nên là về sau là tôi đành phải chọn giải pháp là gì? Mang đến cộng đồng, mang đến những người cần. Tôi đã từng ra đảo Lý Sơn gọi tất cả những người mà đau thoát vị niệm, đau lưng, nói chung có vấn đề về sức khỏe ở đảo đến đây. Tôi thêm cái thằng gì đấy, mang vợ mang chồng đến đây. Tôi vừa chữa, tôi vừa dạy cho đúng cái bệnh của chồng mình thôi, quay lại đi. Khi tôi về thì chữa tiếp. Thì những người đấy lại rất trân trọng. Và khi tôi trở về nhà một tháng rưỡi sau thì họ gọi điện đến cảm ơn thầy là chồng con bây giờ đã đi biển rồi. Khi nào thầy vào đây cho ăn cá miệt kỳ, thầy chịu, thầy ăn được bao nhiêu cho ăn cá miệt kỳ. Nhưng đấy, cái đấy mình trân trọng hơn. Hay là có những rất nhiều người ở xa bị bệnh nặng thì tôi bảo tốt nhất thế này này, bảo vợ hay bảo chồng đến đây, tôi dạy miễn phí cho, về chữa đúng cái bệnh này cho người nhà mình. Thế sau đó là gì, khi nhau đến một tuần liền tôi sẽ chữa và tôi chỉ tay cho làm bằng được theo tay tôi, cứ thế về là khỏi. Đấy là cách tôi hay làm. Thì bên ta thắc mắc là thế thì làm một cách nào đúng không ạ? Như tôi nói ban nãy là tất cả đốt xương nó không tự dính với nhau đâu, nó sống mà phải thông qua những lớp cơ và dây chằng. Chính và nó đến nhà tôi. Họ đến nhà tôi, họ đi đặt vấn đề là đi vào ở nhà họ trong Sài Gòn ấy, ở quận 5 ấy, và chỉ dạy riêng cho bố con họ thôi. Họ trả 100 triệu nuôi ăn nuôi ở, chỉ dạy bố con họ, không dạy ai khác. Khi tôi sang Mỹ thì cũng có một số cái cơ sở massage bên Mỹ họ tìm đến. Họ xem tôi chữa xong họ mời, họ bảo chúng tôi chịu tất ngài về đi, bởi vì tôi visa tôi được 1 năm. Bây giờ cần về cứ về xong quay lại đây, ở luôn trong cái cơ sở massage thôi, dạy riêng cho anh em của tôi thôi, không được dạy cho cơ sở massage khác, để chúng tôi có cái cạnh tranh hơn. Họ đã khôn như thế họ đi tìm đấy. Thế mà Việt Nam mình thơ, thì gần đây bây giờ mới thành lập cái hội Nam Y Việt Nam để đi quy tụ những cái người mà làm cái nghề trong dân gian lại, tức là những người làm nghề chữa bệnh bằng phương pháp dân gian trong dân gian lại. Thế là cũng hơi chậm nhưng còn hơn không. Chứ bây giờ rất nhiều bài thuốc nam đang bị thất truyền rất nhiều, bởi vì những ông mế bà mường ấy chết đi, con cái nó không chịu học, nó không biết quý. Rồi cây cối là bị những cái giống cây thuốc ấy là bây giờ mất dần do rừng nguyên sinh bị phá, mà bây giờ mới phục hồi hơi tiếc, nhưng mà cũng còn hơn không. Thế thì chúng ta sẽ thấy là gì, hiện nay là nhà nước chưa ủng hộ cái này đâu, nhưng mà thừa nhận thì có thể nhận. Hội Liên hiệp Khoa học Việt Nam sau khi thầy Tán mất năm 2004 có ra một quyết định công nhận, do giáo sư viện sĩ Vũ Tiên Hoàng công nhận là Lương Y Nguyễn Thọ Tán là người sáng lập phương pháp thuật sống, mới chỉ là ghi nhận thôi. Đấy, thì có. Và nhà nước có cả những phóng sự về thầy Tán như sau. 4 là u sơ tuyến vú, 5 là khả năng tổn hại não. Riêng phục hồi nguồn sức mẹ thì chúng tôi làm với trung tâm chuyên nhiễm hóa sinh bệnh viện trên 80% trở lên. Những thông tin về vấn đề biến đổi của cuộc sống liên quan đến bệnh tật được lưu. Tại vì cái bệnh này của em là bị từ năm 19 tuổi, là cái cơ cổ của em là nó bị cứng, là bao nhiêu năm nay cứng đầu cứng cổ là cãi chồng cãi con. Nhưng mà hôm nay chỉ có gọi là 1 phút là thầy ha, 1 phút 5 phút thì rất là nhanh mà thấy cái cổ của mình nó đỡ, nó không có bị gò cứng nữa, bị bó cứng nữa. Phải nói là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Also, ich habe seit über einem Jahr starke Nackenschmerzen rechts und habe jetzt seit ein paar Monaten Tennisarm. Also der Tennisarm, der fühlt sich jetzt auf jeden Fall besser an, viel deutlich besser. Und ja, die also Nackenschmerzen auch deutlich besser, aber weg noch nicht komplett. Aber auf jeden Fall deutlich besser. Vielen Dank. Alo, thầy Khải là cái cổ cô ta cũng đã một thời gian dài bị đau và cái tay phải thì khoảng 1 tháng nay bị đau khá rõ. Sau cái điều trị của thầy thì cái cùa chỏ ở bên tay phải đã đỡ rất nhiều và còn cái cổ thì nó cũng đã có thuyên giảm nhưng mà chưa hẳn hoàn toàn. Rất là tốt. Văn biểu sao rồi? Rất là tốt. Dankbar für Ihre Hilfe und gute Arbeit. Und habe ich Probleme gehabt mit Migräne, Atlas und eine Hand, Muskel könnte nicht bewegen. Nach Ihrer Behandlung hat geholfen. Also
bà nói là rất là cảm ơn thầy đã chữa cho bà đó. Bà đã bị đau cái cổ này, khi mà quay sang bên đây thì là rất là đau, bị đau đầu nữa. Bây giờ bà đỡ chưa? Bây giờ bà yes, nach der Behandlung. Nach der Behandlung fühle ich mich sehr gut. Ich kann heben und habe ich nicht so Schmerzen. Ne? Das heißt, besser Rotation ab mit der Seite. Vorher könnte ich nicht bewegen. Sau khi chữa rồi là bà đã rất là thoải mái này, tay chân bà đã dơ lên được, quay cổ đã không có đau nữa, okay. Người rất là thoải mái. Thật sự là mới sáng nay thôi thì em mới chỉ dâng tay lên được như này và không cởi được tay áo luôn. Cái tay áo cởi ra là cứ phải nhờ người, hoặc là mặc áo vào cái tay này là phải nhờ người để mặc vào ạ. Nhưng mà anh vừa làm một chút thôi thì bây giờ đã em tự cởi áo được, và tay em rồi, nâng lên đây rồi, giờ tay em nâng lên đây, và em cởi áo, còn bên này, em nâng lên đây rồi. Nhưng mà bình thường là vừa nãy là em ngồi lên đây, mới vừa lúc ngồi nghe á, thì em chỉ tay em kiểu như lên đây là maximum, không thể nâng được nữa, và vòng sau gáy nào tuyệt đối là không được. Nhưng bây giờ là em làm được rồi, và lúc mà anh ấy ấn cái dây thần kinh đằng sau ấy thì em rất là có cái cảm giác ấy, đúng cái dây mà em đau á, đúng cái dây em đau. Và sau khi em ấn xong một hồi thì bây giờ với cả nhất là cái lúc mà anh bẻ nó kêu á, xong thì thấy giống như kiểu như là lưu thông cái dây thần kinh của mình trong cơ thể nó kết vòng. Thì bây giờ là sau khi bẻ cái đấy xong là thấy nâng được lên, nó chưa phải là hoàn toàn hết đau, nhưng mà hiện tại là đã nâng được lên và tự cởi tay áo ra. Chứ bình thường là em không cởi, cái tay bên phải này là em phải nhờ, khi mặc áo đó khi nào còn phải nhờ con kéo hộ lên. Đấy thì thế là mọi người thấy không, rõ ràng chị cô, vâng, cho chàng pháo tay cho cô ấy để trở quay này. Chúng ta thấy này, rõ ràng là vừa rồi cô nói là gì, cô bị đau trong xương và bác sĩ nói là cô bị viêm xương đúng không? Viêm. Thì tôi mới chứng minh rằng là tác động sống sẽ chứng minh cho cô thấy là không phải thế đâu, bởi vì mọi cái cảm giác đau đều do dây thần kinh mang lại. Thế thì cái dây thần kinh mà nó chạy vào xương đấy nó đang bị nghẽn, nó báo là đau thì nó sẽ thành đau xương. Và nếu dây thần kinh ở khớp vai ổ dịch chẳng hạn, nó chạy về nó báo đau thì là đau khớp vai. Và chúng tôi không quan tâm nó là gì cả, chúng tôi biết là cái dây nào đang bị nghẽn, chúng tôi gỡ dây đấy ra. Thì mọi người nên vỗ tay cho anh Kỳ, vì sao? Anh Kỳ về Việt Nam học tôi chưa đến 10 ngày. Hai vợ chồng anh về thì về để lâu, nhưng mà đến xin tôi học ấy, thì anh cũng có việc gọi với kia anh chạy, học chưa đến 10 ngày. Đấy, mà anh đã chữa được những cái ca như này. Không thấy bây giờ nhẹ hẳn. Mà nó không phải kiểu giống như người